muốn nâng quần đúng không? Ở đây là thực hiện về hành động. Lúc nãy là mì dư cá hồ si thôi đúng không? Có thể là mì dư, có thể là người ta sẽ rửa tay thì người ta sẽ làm. Nhưng mà với hành động cụ thể là mì dư ốc nó mì tài đi. À, tôi muốn uống nước đúng không? Ô, cái này là món gì đấy? Sushi đúng không? Sushi, guys. Thèm nói rồi đúng không? Onagaga, sukimashita kara, o sushi o. Tabetai desu. O sushi o. Tabetai desu. Tôi muốn ăn sushi. Thì chúng ta sẽ có công thức là gì đây? Bỏ mắt sự đi đúng không? Thêm tài. Ngoài cái ố này ra ấy thì chúng ta có cái gì nữa? Ế đúng không? Ế, ikitai. Tôi muốn đi đến đâu đấy? Hay là muốn gặp ai đấy sẽ là danh từ ni đúng không? Ai tai. Chứ không nhất thiết chỉ là ố không. Cứ nghĩ xem cụ định của nó sẽ là gì? Tai. So đến đấy, tại vì khi v tai như thế này này, nó sẽ là trở thành một tính từ đuôi y, chúng ta sẽ bỏ y đi và thêm cự này. This. Nào, đặt câu là nani o shitai desu ka? Chưa nào, Đức Sàng. Vâng, watashi wa li hongo o bentyo dai de. Bentyo dai là gì? Bentyo dai. Bentyo dai là gì? Bentyo shidai. Bentyo shidai là gì? Cái này là tai mà anh. Shidai. Đấy, đọc lại nào. Watashi wa hongo o bentyo shidai. So desu ne. Bentyo shimasu đúng không? Thì bỏ mắt sự đi vẫn còn thứ si mà. Bentyo shidai desu. Hay. Chúng ta nani o shidai desu ka? Konojo shidai desu. Konojo. Hono yomitai desu. Donna hono yomitai desu ka? Donna hono yomitai desu ka? Muốn đọc loại sách gì? Không muốn nói là tiểu thuyết ạ. Sōsetsu. 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 Sōsetsu là tiểu thuyết. Không cần. Sōsetsu yomitai desu. Sōsetsu o no mitai. Yomitai. Hai. Đồng dáng nani o shitai desu ka? Muốn đi chơi đá bóng thì sau mẫu này chúng ta sẽ học.